Mọi người ơi, hôm nay mình mời mọi người cùng đi uống cà phê với mình nha. Mình vay và review quán cho mọi người cùng xem. Rồi bây giờ mọi người cùng theo chân mình vào bên trong quán. Hi, kênh Vlog Bi Nấm xin chào mọi người. Hiện tại mình đang đứng gần quán cà phê và mình thấy có một cái chung cư mới cao tầng. Mình thấy đẹp, mình vay cho mọi người cùng xem ha. Rồi bây giờ mình đi vào bên trong quán nha. Đây là không gian của quán nè mọi người. Mình thấy có một cái bảng. Bây giờ mình lại gần, mình quay cái bảng để cho mọi người thấy tên quán ha. Đây là cái tên của quán nè mọi người. Có tên là tiệm cà phê căn nhà gỗ nha mọi người. Thấy cái tên, bước vào bên trong thì mình thấy toàn là gỗ không nha mọi người. Gỗ này là gỗ xưa, nhìn nó cổ cổ nha mọi người. Quán này trang trí rất hợp cho mấy bạn trẻ đến đây ngồi uống cà phê và thư giãn để selfie chụp hình, nhiều cái góc cạnh rất là đẹp nha mọi người. Đây là một cái bảng hiệu của cái quán. Bây giờ mọi người cùng theo chân mình để mình review quay toàn cảnh ở trong cái quán này để cho mọi người cùng xem để biết được cái quán nó đẹp như thế nào nha mọi người. Mình nhìn lên thì có bên trên có một cái gác. Mình quay cái không gian ở bên dưới, sau đó thì mình sẽ lên trên gác, mình quay cho mọi người cùng xem. Đây là cái không gian trang trí mảng cây xanh, trông rất là đẹp nha. Đến đây thì tha hồ mà selfie chụp hình, có nhiều cái góc cạnh để mình chụp hình lắm mọi người. Cái quán này không có máy lạnh nha mọi người. Cái quán này ngồi cái không gian trông rất là thoải mái mọi người à. Cái quán này ngồi uống theo cái kiểu này thì mình ngồi vừa uống vừa ngắm đường luôn á mọi người. Cái không gian này mình thấy nó hợp tuổi trẻ hơn nha mọi người. Sau khi bước vào đây thì mình thấy cái quán rất là nhộn nhịp. Bây giờ mình đi vào bên trong quầy pha chế, mình quay cho mọi người cùng xem ở bên trong cái quầy pha chế như thế nào nha mọi người. Đây là một cái hàng chữ của cái tên quán tiệm cà phê căn nhà gỗ. Đây là cái quầy pha chế của mấy em nhân viên đang đứng pha chế này mọi người. Có một cái cây hồng này, cái hồng này giả nhưng mà rất là đẹp nha mọi người. Giống như một cái cây hồng thật vậy mọi người. Trái rất là đẹp. Đi quay không gian chút nha. Không gian quán đẹp quá. Có máy không khúc giường. Đậu xanh có không? Quán này bán cả ngày luôn hả em? Dạ. Không có nghỉ lúc nào hả? Dạ nghỉ. Nghỉ xong 10 giờ. Sao 10 giờ? Ý là sợ giờ trưa rồi cũng nghỉ hả? Dạ, dạ không. Không. Quán trang trí đẹp quá. Chị bay YouTube. Đó không? Em này đang pha một ly rau má này mọi người.
Nhìn ở đây pha nước cũng ngon và trang trí cho cái ly nước trông rất là đẹp nha mọi người. Rô má đậu xanh em ơi. Em bên sau đi chị. Tiến tiến. Cái dầu đông không? Dạ không, ơi để em lấy. Đây là một cái ly rô má đậu xanh, nhìn trông rất là ngon nha mọi người. Cái không gian của quầy pha chế trang trí trông rất là dễ thương. Mình cũng có thể bước vào bên trong cái quầy đứng chụp hình selfie ngay cái quầy pha chế này cũng đẹp lắm mọi người. Sau khi mình đã quay trong cái quầy pha chế, bây giờ mình đi ra ngoài bên phía ngoài có một cái góc không gian trang trí những cái đồ rất là cổ xưa và có một cái vài ngăn sách để ngồi uống cà phê thư giãn đọc sách ngay cái góc này cũng đẹp lắm mọi người và cũng hay. Đây là cái kệ sách nha mọi người. Cái không gian chỗ này trang trí mình thấy có nhiều cái đồ xưa mọi người, chẳng hạn như là máy hát, máy cassette nè và đồng hồ cũng xưa với những cái bình, cái ly rất là xưa luôn mọi người. Thì cái không gian của cái quán này không khác gì trang trí giống như là ở Đà Lạt mọi người à. Không cần đến Đà Lạt phải có những cái không gian như vậy đâu mọi người. Chỉ cần đến Ninh Thuận ghé lại cái quán cà phê này, mình cũng có thể check in giống như cái không gian của Đà Lạt trang trí gì đó mọi người. Cái quán trang trí đồ xưa thì đưa vào cái thời đại bây giờ mình thấy rất là đẹp và nhớ lại thời xưa những cái cảnh như vậy. Mình thấy phía bên đây có một cái góc trang trí không khác gì không gian của Đà Lạt mọi người à. Có một cây hồng nhiều trái và cành khô, không khác gì không cảnh của Đà Lạt nha mọi người. Đến đây ngồi uống cà phê, mình chỉ cần nhìn cây hồng là mình cảm giác là mình đang ở Đà Lạt đó mọi người. Noel thì chuẩn bị cũng sắp đến rồi mọi người. Ở quán mình thấy có một cây thông trang trí ở cái góc này. Quán ở đây là một cái góc nhỏ để mọi người đến đây uống một ly nước và ngồi thư giãn, viết lại nhật ký để dán lên tường. Thì cái góc này họ trang trí trông rất là dễ thương. Mình thấy những tấm giấy sau khi họ đến đây uống cà phê và viết dán lên tường trông rất là nhiều luôn mọi người. Nói chung là quán ở đây rất hợp cho những người thích selfie, chụp hình. Thì đến đây có nhiều góc cạnh để chụp hình nha mọi người. Mình đi lên trên ghế, mình quay trên cái góc trên này cho mọi người xem. Thì mình thấy một cái góc trang trí có một cái máy hát đĩa trông rất là cổ xưa. Đây này mọi người, máy trông rất là cũ luôn đó mọi người. Đưa vào cái trang trí, mình cảm giác nhìn cái máy này nhớ lại thời xưa mọi người. Thời xưa thì mình nhớ nhà mình cũng có một cái máy hát đĩa nè và máy cassette nè. Mọi người biết không, nhà mình giữ lại những cái băng hát của ngày xưa của cái máy cassette đó mọi người. Nên bây giờ mình nhìn lại những cái đồ xưa mình rất là quý và đưa những món đồ vào trang trí để tái sinh lại những gì ký ức hồi xưa mình có nha mọi người. Mình thấy cái gì hồi xưa bao giờ cũng đẹp hết mọi người. Nên xưa thật là xưa nhưng mà họ không có bước đi, họ vẫn đem vào cái thời bây giờ để trang trí trông rất là đẹp. Cái góc này mình thấy có cái nhà chim nè và điện thoại nè. Điện thoại này là cũng lâu lắm rồi mọi người, đưa vào trang trí trông rất là đẹp. Mình thấy trên tầng nhà trang trí cái đèn rất là đẹp. Mình quay cho mọi người cùng xem ha. Mình đang đứng ở bên trên cái gác, mình quay xuống bên dưới cho mọi người xem và cái không gian ở trên cái gác này cho mọi người xem ha. Thì nó có một cái góc là một cái kệ và những cái ghế cao, mình ngồi có thể là ngó xuống bên dưới ở trong rất là đẹp. Mình có thể là selfie ở cái góc này cũng đẹp lắm mọi người.
Nhìn cái góc trang trí này không khác gì một cái không gian của Đà Lạt luôn mọi người. Một cái góc cái nhà gỗ này và chú chim nè. Đây là cái con chim cú mèo mẹ và con chim cú mèo con. Làm những cái ngôi nhà nhỏ cho chim ở. Thì cái đây là chỉ là trang trí thôi mọi người. Trang trí những cái ngôi nhà cho chim ở trông rất là đẹp. Mọi người nhìn cái điện thoại này mọi người thấy như thế nào? Nhớ lại thời xưa ha. Nhà ai cũng sử dụng cái điện thoại bàn này hết mọi người. Quay quay là cái thời mình nhớ là cái thời 80. Là cái điện thoại mình cho vào cái vòng tròn mình quay quay như vậy. Đến thập niên 90 thì mình nhớ là điện thoại không có quay theo cái kiểu vòng tròn như vậy mà bấm nút mọi người à. Đây là cái khung cửa sổ. Bây giờ là tái hiện lại để làm trang trí cho quán cà phê cái khung cửa sổ của ngày xưa này mọi người. Thì cửa này ngày xưa ai cất nhà xây nhà đều dùng bằng cửa gỗ hết mọi người. Không có cửa giống như bây giờ là bằng sắt, bằng nhôm đâu mọi người. Mình thấy một cái bộ bàn ghế cũng giống ngày xưa. Nói chung là tái hiện lại những gì của ngày xưa. Mình thấy trông rất là đẹp. Ngày xưa thì mình thấy cái gì cũng đẹp hết mọi người. Sau khi mình vào một cái quán và có tên căn nhà gỗ thì mình đã quay và review mang đến cho tất cả mọi người cùng xem những cái góc cạnh của quán trông rất là đẹp. Đến đây chỉ cần thư giãn và uống ly cà phê selfie thì có những tấm ảnh đẹp và được hồi tưởng lại những gì của ngày xưa nha mọi người. Rồi bây giờ mọi người cùng mình xuống bên dưới để chọn một cái bàn và kêu một ly cà phê hoặc là một ly bạc xỉu ra để thưởng thức nha mọi người. Sau khi mình tới bàn ngồi thì có những cái ly trà đá. Chỉ cần gọi nước là có ngay cái ly nước mình thưởng thức thôi mọi người à. Bây giờ mình sẽ xem menu để gọi nước nha mọi người. Đây này mọi người, đây là cái menu của quán. Có rất là nhiều loại nước nha mọi người. Cà phê sáng thì buổi sáng mình chỉ cần gọi một ly cà phê hoặc một ly bạc xỉu thì nó sẽ thích hợp hơn mọi người à. Bây giờ mình sẽ gọi một ly bạc xỉu. Mình thấy cái cuốn menu này trông rất là nhiều nước uống luôn mọi người. Thì nói chung là mình vào quán này tha hồ mà lựa chọn. Mình thích uống cái gì thì gọi cái món đó nha mọi người. Sau khi mình đã gọi nước xong thì mấy em bưng ra cho mình một cái ly bạc xỉu. Mình uống bạc xỉu thì nó nhẹ hơn cà phê mọi người à. Nên mình uống bạc xỉu. Bây giờ mình sẽ mời mọi người cùng thưởng thức cái ly bạc xỉu cùng mình nha. Quán cà phê thì luôn luôn lúc nào cũng có tiếng nhạc mọi người à. Nên chỗ nào có nhạc thì mình sẽ tắt âm. Nhìn cái ly bạc xỉu thì ở quán pha chế nhìn trông rất là đẹp và cũng ngon mọi người à. Vào quán này thì ngồi nghe cái tiếng nói của mọi người rộn ràng và cũng vui mọi người. Mình vẩy nước lên. Mình mời mọi người cùng thưởng thức cái ly bạc xỉu này của mình nha. Thì cái ly bạc xỉu này cũng có khắc cái tên của tên quán lên cái ly luôn. Nhìn trông rất là dễ thương. Nói chung là cái quán này trang trí mình thấy rất hợp cho cái tuổi trẻ để đến đây selfie và chụp hình. Mình mời mọi người nha. Mình mời mọi người cùng uống cà phê với mình nha. Cà phê này là cà phê căn nhà gỗ. Thank you.
Mình ngồi ngay cái góc này cũng đẹp mọi người à. Thì có cái cánh cửa sổ này mọi người. Trang trí có một cái nhánh cây. Bây giờ là chuẩn bị bước vào Noel đó mọi người. Thấy cái không khí trong rất là nhộn nhịp. Mình cũng muốn thay đổi cái không khí một chút. Chuẩn bị tới Noel và Tết thì mình thấy có nhiều cảnh đẹp. Thì mình sẽ đi quay nhiều cảnh đẹp và món ăn ngon gửi đến cho tất cả mọi người cùng đón xem video của mình. Nếu như mọi người xem, mọi người thấy hay, mọi người ủng hộ video cho mình, mọi người cho mình một nút like, share và subscribe đăng ký kênh để có cái video mới tiếp theo xem nha mọi người. Mình luôn chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đến với kênh và đón xem video của mình mỗi ngày. Bye, xin hẹn gặp lại mọi người.